Kính thưa đồng chí, những ngày này các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã và đang tích cực chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cho lễ giao nhận quân đang diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Phóng viên đài truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Quang Trung, ủy viên thường vụ thành ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thành phố. Và đồng chí cho biết công tác chuẩn bị giao nhận quân đến thời điểm này và một số nét mới trong công tác tuyển quân năm nay. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận về tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2023, thành phố đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân. Đến thời phút này thì có thể nói là mọi công tác chuẩn bị cho cái lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố cơ bản đã hoàn tất. Về chất lượng của công tác tuyển quân năm nay thì thành phố theo chỉ tiêu của tỉnh giao là 280 thanh niên, trong đó giao cho các đơn vị quân đội là 225 và giao cho công an là 55 thanh niên. Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ thì thành phố đã tích cực làm tốt cái công tác chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi động viên cái số thanh niên trúng tuyển thực hiện cái nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân theo cái chế độ và chính sách hiện hành. Cấp ủy chính quyền các địa phương thì đã làm tốt công tác vận động cũng như là thăm hỏi các cái gia đình, đặc biệt là cái số thanh niên trúng tuyển để an tâm tư tưởng và xác định tốt cái nhiệm vụ. Năm nay thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố thì có một cái nét mới, đó là triển khai cho các cái phường xã thì cái số thanh niên trúng tuyển thì anh em ôn lại các cái trước khi mà nhập ngũ thì ôn lại cái truyền thống của quê hương, của địa phương mình, đặc biệt là một số cái địa phương làm rất tốt, đó là tổ chức cho thanh niên trúng tuyển viếng đài nghĩa trang liệt sĩ của các cái phường xã, tạo nên một cái tình cảm rồi cái trách nhiệm của thanh niên đối với cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Dạ thưa đồng chí, số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay như thế nào và với số lượng nhập ngũ như vậy thì các công binh sẽ được đưa đến những đơn vị nào ạ? Về chất lượng, trình độ thì xin có thể khẳng định là năm nay 2023 rất là tốt. Trong đó thì có 20 cháu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia nhập ngũ năm 2023, và có 7 cháu là trình độ đại học và có 11 cháu là trình độ cao đẳng và trung cấp. Và đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã được thực hiện như thế nào thưa đồng chí? Về công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của thành phố thì năm nay do thành phố đã làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, do vậy mà theo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền thì tổ chức lễ hội tổng quân năm 2023 phải tạo nên cái khí thế thi đua sôi nổi và thực sự là cái ngày hội của toàn dân đưa tiễn con em lên đường bảo vệ tổ quốc. Do vậy mà thành phố là tiến hành tổ chức cái công tác trang trí cũng như là cái lễ giao nhận quân tại quảng trường 16 tháng 4. Và đến giờ phút này, công tác trang trí thì bảo đảm là đúng theo nghi lễ và trang trọng đón tiếp các cái thanh niên cũng như là gia đình thanh niên lên thực hiện cái lễ hội tổng quân. Để bảo đảm cái lễ giao quân năm 2023 thực hiện tốt thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con cũng như là nhân dân tham gia cái lễ hội là chúng ta thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chúng ta phải đeo khẩu trang rồi là khử khuẩn và cái ý thức tốt trong công tác phòng chống dịch để bảo đảm cho cái lễ giao nhận quân của thành phố năm 2023 hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Xin cảm ơn đồng chí. Xin cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí trong năm 2023 này hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình.